Em có thể nào giúp anh đặt một cuốc xe cho anh về phòng trọ, anh gom đồ anh về quê được không em? Dạ rồi á, anh đợi xíu xe tới nha. Nè, anh coi thử đi. Nè anh kia làm gì vậy, trả đồ cho tôi. Nói con nghe thì con biết được, con chỉ cho. Cái mày già sao mà cứ cản tôi hoài vậy? Em gái ơi. Dạ. Em có thể nào giúp anh chuyện được không? Giúp gì anh? Tại vì anh đi làm á, cái anh ngủ quên, rồi cái bị người ta móc hết túi tiền bạc này kia luôn. Rồi bây giờ anh không còn gì trong người hết á. Mà ở dưới quê lên đây cũng chân ướt chân ráo, anh không quen biết gì ai hết á. Em có thể nào giúp anh đặt một cuốc xe cho anh về phòng trọ, anh gom đồ anh về quê được không em? Là giờ em đặt xe cho anh về bên đó. Đúng rồi. Anh cho em địa chỉ nha. 58 khu phố 1, quận 2 em. Dạ, dạ rồi á, anh đợi xíu xe tới nha. Nè, anh coi thử đi. Này là khoảng 15 phút nữa đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Rồi dạ. Anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ, dạ. Anh mắt anh cũng không thấy rõ. Ok. Dạ. Nè anh kia làm gì vậy, trả đồ cho tôi. Gì? Nói con nghe đi, con biết rồi, con chỉ cho. Con biết nè, con biết. Con biết. Nói con nghe. Thẳng lên cô, giật đủ con. Nè, cô nói đừng có dạy mà chạy theo với cái thằng Phúc, nó manh động lắm. Lỡ nó làm con có thể bị cái gì sao, con là thân con gái đó. Nhưng mà đồ quan trọng của cô, con ném cho con đi luôn. Nghe con nói, cô biết thì cứ tâm sự nói cho cô biết đi rồi cô chỉ cho. Cái bây giờ sao con cứ cãi con hoài vậy? Đây. Nè, đứng lại. Mất hết đồ rồi. Cô mày nè. Trời thôi nha mày. Sao? Phần của tao đâu bay? Nè. Thêm đi. Trời ơi, không có tao mà cản đĩa nó hả? Có khi nó la toán lên á, thiên hạ túa ra là tụi mày bị tóm luôn á. Nè, tham quá nha bà già. Nhưng mà không sao, công của bà cũng lớn đó. Mai mốt có kèo thơm á, tôi nhắn tiếp nha. Vậy mới làm ăn được lâu dài chứ. Đi nhậu mày.